Hi, xin chào mọi người, lại là mình đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh thông tin rau củ quả của mình nha. Trước khi vào video thì mình xin các bạn cho mình một like và một subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nha. Nhân danh ông tổ ngành marketing Mai An Tiêm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm gì ta? Đương nhiên là không phải làm biếng, đó là làm một loại nước ép mà ai cũng biết. Ta-da, đó là nước ép dưa hấu. Chúng ta đi vào bước đầu tiên luôn nha. Đầu tiên là các bạn ra cửa hàng trái cây và chọn mua những quả dưa hấu căng tròn mọng nước cho mình nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn một tips để chọn những quả ngon nhất nha. Đầu tiên là các bạn cầm trái dưa hấu trên tay và dùng tay còn lại để một góc 90 vuông góc với bề mặt trung tâm của quả dưa hấu nha. Sau đó các bạn dùng một lực như hồi xưa chơi bắn tù tì thẳng xong búng vào cái đầu bạn mình á. Ý, không phải này, này mới đúng. Nếu nghe bóc bóc là ngon nha, chảy nước miếng luôn. Đến bước thứ hai, các bạn cắt nửa trái dưa hấu và dùng muỗng cạo từng lớp vào cối xay. Nếu mà các bạn thèm quá thì các bạn cũng có thể ăn vụng một miếng cũng được vì nó ngon mà, đúng không? Đến bước thứ ba, các bạn hãy dùng một lực vừa nhẹ nhưng bấm mạnh vào cái nút khởi động đến khi nào các bạn cảm thấy được là được nha. Vậy là cũng đến bước cuối cùng rồi. Bước này các bạn chỉ cần đổ nước ép dưa hấu của mình ra một lít chiếc ly xinh xinh, nhưng mà nhớ là dùng rây để lược lại các hạt và phần bã nha. Mình chúc các bạn làm nước ép dưa hấu tại nhà thành công nha. Bye bye!